rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái phần game free app, game lậu ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho, đến ra là hôm nay á, là mình sẽ giới thiệu với các bạn cái game đó là cái gì đó quên ta, Pikachu, Pokemon. Nhưng mà hiện tại thì cái điện thoại mình nó hết pin rồi, nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái game One Piece. Cái game này thì mình cũng nói trước khi mình hướng dẫn đó là nó không có free cái gì nhiều, không có VIP, chỉ có là cho không chúng ta một lần quay nhân 10. Là đầu tiên vô là chúng ta sẽ được Luffy Get 4. Chứ không có Phi VIP hay là Phi Kim Cương gì nha. Bây giờ mình bắt đầu vào cái game ha. Vâng, đây là lúc vào game nè các bạn. Thôi chúng ta phải tích vào nó mới chịu chạy qua. Hiện tại thì có nhiều trang nó đưa, đây là các bạn xem tình. Các bạn chờ nó cập nhật, chờ cái này mình cho nó chạy cập nhật hết rồi, cũng không lâu lắm. Cho nó chạy hết, các bạn cập nhật 13 ngày thì nó sẽ hiện ra các bạn này. Các bạn kéo xuống nó luôn, sau đó các bạn tắt game. Và các bạn vào game lại thì nó sẽ có cái ô tích cái này nè. Các bạn chọn vào đây, quán này, chọn server. Thì server nó ra liên tục như các bạn không sợ bị hột hay là ấy đâu. Cái vòi là 2026. Đó, thì mình bấm vào. Chọn đại nó mới nào đi ha. Bây giờ các bạn chọn kéo lên, kéo xuống, kéo lên, kéo xuống. Chọn cái sừng, đây mình cũng quen cái sừng. Sừng đánh bay luôn. Rồi lên mây luôn ha. Bây giờ chúng ta đặt tên game. Game này cho đặt tên tiếng Việt thôi nha các bạn, mà không có dấu nha. Đây, Luffy Get 4 của chúng ta. Đầu vô là sẽ có cuộc chiến tranh này đó. Lên nộ là Sanji đá rồi. Đó, Luffy đánh này, Luffy nè, Luffy Get 4 này đó. Chiến công nè. Anh chó đỏ đã chết. Đầu vô chúng nó không cho chúng ta tiền vàng hay bất cứ cái gì hết, nó chỉ chúng cho chúng ta là phi nhân 10 nè. Đó, mở cái Luffy nè. Con này cũng hên chứ được một bánh xanh gì nè. Không cần biết là đỏ đen hay gì nha các bạn, cứ 10 mảnh là ghép được một nhân vật. Rồi bắt bỏ này đi. Mặt cái Luffy Get 4 nhìn đầu chúng ta có cá sấu nè,
các bạn nào không hiểu cá sấu là gì thì quay lại đọc truyện tiếp nha. Để chế độ là để tự động nha các bạn, tự nó đánh nè. Tui con trời yêu. Qua là nó sẽ cho chúng ta ba cái như vậy đó. Còn chúng ta nạp nhân dân tệ bất kỳ thì nó sẽ cho chúng ta là một Nami XX 200 kim cương với lại cái này là được cái gì sushi hay gì là được 5 cái, mỗi cái là 20 hình đó. Chúng ta vô nhận thưởng nhận gì đây, điểm danh ở đây đâu rồi, mỗi ngày qua thì nó sẽ cho chúng ta. Còn đây nó đang cập nhật cái bản Bitmon này nha các bạn, Bitmon là 3 hết luôn rồi, 100 mừng mảnh mới ghép được, xa xỉ đối với nhân dân chúng ta. Chó đỏ là 2 ớt thôi nha các bạn, mười mảnh là ghép được gì Perome gì nè, mười mảnh. Con này phục thủ rất là bá nha các bạn, anh này là hỏi nói rồi, ai đọc truyện hay coi phim đều biết anh. Còn cái này nó coi cho gì đây, hàng ngày vô sẽ được nhận. Đây điểm danh 8 ngày, ngày thứ hai nó cho chúng ta là Zoro nè. Các bạn nào chơi thì đừng vội nản chén nha các bạn. Ở đây các bạn thấy nó không có quy cái gì hết, nhưng mà cài nó rất là lẹ nha. Nói chung game này là dành cho các bác nông dân. Đây là mình đang hướng dẫn các bạn chơi, còn mình mới chơi hồi hôm qua, cách đây cũng có chưa đầy 24 tiếng mà nhân vật mình cũng được level 40 rồi. Để chút mình qua mình test cho các bạn coi, cũng cài chai thôi, không có lên VIP, không có nạp đồng nào luôn. Đây, chúng ta muốn có nhân vật tốt á thì chúng ta hãy qua đây nạp VIP 7 nha. Game này nó cho chúng ta thấy được cái mức chúng ta cần nạp luôn. Đây, VIP 0 nè, lên VIP 1 nè, là 60 kim cương, 300, 500, 1000, 2.000, 3.000, còn VIP 7, 5.000. 5.000 hình như là tương đương với có 500 tệ à. Mà tệ hôm nay đang rẻ các bạn ơi, một tệ là hiện tại chỉ có 3.500. Tính thì cho nó 3.000 đi, 3 x 5 có 1.500.000 à, 1.500.000 hơn 1.750.000. Đó, đó là chắc nó cũng vào đâu khoảng chừng đó đó. Cái game này thì mình cũng không có gì để mà bàn với các bạn nhiều. Bây giờ mình qua cái mình chơi chưa được 24 tiếng nha. Đây.
Ê, chưa được 24 tiếng rồi các bạn. Level 41 chưa đạt một đồng nào luôn. Thì hồi tối mình có sử dụng hết 2.700 kim cương rồi, đã chưa nạp một đồng nào nè. Mẹ mình có tính nhầm không ta? Ờ đúng rồi, không, 5.000 kim cương cho VIP 7 đó là 500 tệ. Đây cái vào kho nhân vật của mình cho các bạn xem. Không có gì nhiều, được Euro. Luffy, Chopper. Kinh nghiệm chơi của mình là các bạn mở được cái ớt ớt nào, hai ớt á, thì các bạn hãy tăng mát nó đi. Còn những này ớt thường hay là A này mà các bạn đừng có quan tâm tới. Dẹp bỏ nó qua một bên đi. Đây, ông này thì cái ông ỉ chải nè. Trong thầm một cái pin cao. Đây, nó mở được vậy rồi. Kinh nghiệm chơi của mình là các bạn hãy dự trữ kim cương đi, bấm vào cái này nè. Đây, đây là chỗ phần nạp, nạp bao nhiêu thì được nhận bao nhiêu, nhận hơn này các bạn đi đổi nhân vật nha. Đây thì nó cũng y như vậy. Đó, cái lá hư hồi nãy thì chúng ta đổi. Đó, bạn có thể đổi bất kỳ ở đây ha. Này một ớt chúng ta đừng có nên đổi phí. Mà một ớt mà 6 lá hư cho một con này thì hơi bị mắc. Nico Robin cũng được các bạn. Mình đang đổi Peome nè. Mình đang có 6 mạnh. Thì hôm qua mình cài chai được là 2K7 kim cương. Mình đem mình quay cái này nè. Đây nó giống như vậy nha các bạn. Rồi tối mình tiêu hết 2.700 kim cương. Nếu không là bây giờ mình cũng được khoảng 2.700-6.000 kim cương rồi. Cài chai đó các bạn. Rồi tối thì sự kiện đó là đổi Peromeo cho Perome gì đó. Cái là một cái ly rượu như vậy là mất 100 kim cương. Đây vào cái túi đồ. Đây tối mình quay được nè. Cũng ngon, bây giờ mình chỉ cần chạy level nữa là lượm thêm 4 mảnh nữa. Cái này phòng thủ rất là bó, các bạn coi phim hay đọc truyện các bạn cũng biết rồi đó. Đây là Sengoku. Sengoku chứ không phải là Sengoku như đó bạn. Nhiều người cũng hay lầm. Cái này thì đang có event. Đâu rồi ta? Đây. Tạm dịch nôm na là các bạn ra quay cái hùng rượu bạc, cái hùng rượu kim cương gì đó. Bạc thì vàng. Đó. Nói chung là quay tướng là được cái móc nè. Thì mới có được có 50 rồi nên em có 2 mảnh. Gán nữa là được 60. Em được 3 mảnh nữa là 5 mảnh. Gán 100. Cái này thì tới 6 ngày rồi nha các bạn. Các bạn nào bây giờ vô đăng ký đặt trò chơi liền đó, thì chắc có thể đua kịp. Sơ lược cho các bạn xem còn đâu rồi, để mình nói.
đây nhà Ngọc Hiên chim đao. Đây cái bị chảy này ở đây nè, bạn qua được mỗi tầng thì sẽ được mua. Bây giờ là các bạn đừng vội mà tắt cái video này nha, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái gì đây, có đua đánh gì. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn nào chưa biết cách download game á, thì bây giờ mình hướng dẫn nha. Vâng, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube, hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích vào quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Mình hứa lần sau mình sẽ làm cái Pokemon Pikachu Shop 1 Kim Cương. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.